Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao muốn để ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Mỗi người được sinh ra và hiện hữu trên cõi đời này không phải tự thân, nhưng bắt nguồn từ một gốc tích, đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống qua trung gian là các bậc cha mẹ, với một tình yêu quá đỗi lớn lao. Nhận thức được tình yêu đó, con người cần phải sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa và thảo kính cha mẹ. Người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Hiếu thảo với cha mẹ là luật của Thiên Chúa, là giới thân thứ tư đứng sau ba giới răn liên hệ đến Thiên Chúa, và là giới răn đứng đầu trong bảy giới răn liên hệ tới tha nhân. Điều này ngụ ý rằng sự liên hệ giữa chúng ta với cha mẹ chỉ đứng sau mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Ngang qua trình thuật tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng luật Thiên Chúa truyền trong Cựu Ước để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo hiếu với cha mẹ. Lòng thảo hiếu phải phát xuất từ tấm lòng chân thật, không được nại vào bất cứ lý do nào để trốn tránh trách nhiệm và bổn phận đối với cha mẹ. Quả thật, mọi dân tộc đều coi việc thờ cha kính mẹ là một bổn phận hết sức thiêng liêng, cao quý. Cách riêng đối với dân tộc Việt Nam, nó được gọi là đạo hiếu. Và dưới ánh sáng lời Chúa, đó là đạo do chính Chúa ghi khắc trong lương tâm nhân loại. Thế nhưng, điều đáng buồn là bất kỳ xã hội, thời đại nào cũng có rất nhiều người dường như đã tẩy xóa đi cái đạo hiếu mà Thiên Chúa đặt để nơi sâu thẳm đáy lòng mình, nhất là trong xã hội hưởng thụ hôm nay, với những trào lưu làm cho cơ cấu gia đình bị lung lay và giá trị đạo đức bị suy đồi. Họ quên bẵng lời Chúa dạy từ thuở khai thiên lập địa, để rồi trở nên vô tâm, vô ơn với Thiên Chúa và với các đấng bậc sinh thành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương hiếu thảo khi sống vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse. Xin giúp chúng con biết sống hiếu thảo và vâng phục như Ngài. Amen.